Bộ sưu tập giày hiệu giúp Huyền Baby từ 1,57m thành 1,7m, không có chiều cao nổi bật. Chị đẹp, Huyền Baby giúp thân hình cao ráo hơn bằng những đôi giày chót vót tăng đến 15cm chiều cao. Đôi platform của Versace là một trong những thiết kế được Huyền Baby cưng chiều. Với phần đế 12cm cao cả trước và sau, thiết kế giúp bà mẹ hai con tăng chiều cao lên 1,7m, phù hợp phong cách ngọt ngào. Nhờ hiệu quả tăng gian, chiều cao mà vẫn dễ đi lại, mẫu giày Versace được Huyền Baby sắm hai màu để thay đổi. Khi tham gia chị đẹp đạp gió rẻ sóng 2023, cô diện mẫu giày này để không lép vế, vóc dáng mỹ nhân khác. Bộ sưu tập giày cao gót của Huyền Baby có nhiều mẫu đa dạng với giá đắt đỏ, tuy nhiên đều chung phong dáng cao từ 12cm, phần đế vững chãi, thuận lợi cho cô trong việc tham dự sự kiện, hoạt động dài. Mẫu cao gót 15cm của Gucci được hot mom sắm nhiều màu để phối đồ. Huyền Baby sắm đôi sandal da nạm đinh của Christian Laubau với phần đế 16cm từ lâu nhưng đến nay vẫn thường xuyên sử dụng. Khi diện thiết kế này, cô thường mix đồ cá tính. Giày cao gót mát mát với phần gót vuông chắc chắn là lựa chọn của chị đẹp 34 tuổi mỗi khi diện các kiểu váy áo nữ tính, điệu đà. Sandal ánh kim Versace dễ đi lại, phù hợp với cách mix đồ sang chảnh của Huyền Baby, giúp cô đôn chiều cao lên 1,7m. Đôi sandal có giá gần 36 triệu đồng của Versace với phần đế cao 14,5cm được Huyền Baby sử dụng làm phụ kiện trong những buổi party, họp mặt bạn bè để tăng độ cao ráo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.